Ô, chào cả nhà yêu lan. Hôm nay em lên một số những cái giỏ lan có tại vườn. Nói chung giá siêu siêu rẻ cho mọi người sưu tầm nhé. Trước hết em có một đặc sản của núi rừng Tây Bắc gửi tới mọi người, đó là một đặc sản của Tây Bắc đây. Một tổ ong khoái siêu đẹp này nhá. Nguyên tổ các bạn. Đấy, hàng xịn sò. Mật vàng ươm luôn. Đấy. Bác nào muốn sưu tầm cái tổ này thì 260.000 đồng 1 kg. Tổ này của em có 2 cân 2 các bác nhá. Nguyên tổ các bạn, nguyên tổ nguyên cục này. Đấy. Cái này nó chỉ có một cục thôi và nó vỡ mất 2 3 cục con này. Nếu khi vận chuyển thì nó cũng sẽ vỡ một tí nữa. Tổ này là 260.000 đồng 1 kg các bác nhá. Đấy, 2 kg là đi 560. À 520 nhá. 2 kg là 520. Tổ này gọi là 550 đi coi nhá. 550. 550.000 đồng. Mấy 32.000 tiền ship coi nhá. Tiếp theo lên một số những cái giỏ lan giá siêu rẻ cho mọi người nhá. Đầu tiên lên combo cho các bác hai giò. Một giò phi điệp vàng và một giò đùi gà tròn. Giò này còn khá là nhiều mầm này. Nhiều mầm và nhiều kỳ nhá. Mã số 1 nhá, 150.000 đồng. Phi điệp vàng cộng với gà nhá. Cho mã số 1. Số 2 này là một giò tam bỏ sắc như này nhá. Có 4 cây. Cây này không tính. Có 4 cây nhá. Với một giò đùi gà này nữa. Đấy, còn rất là nhiều thân nhá. Mã số 2 nhá, cũng 150.000 đồng đùi gà tròn cộng với tam bỏ sắc nhá. Số mã số 2. Hai em có cặp nhung hiêu là vô cùng ngon. Rất là đẹp. Rồi cặp này nó rơi vào tầm 5 lạng các bạn. Đấy, tầm 5 lạng. Đấy. Nhung hiêu bên em thì vẫn hàng ngày là gửi tới cho các bác mọi miền tổ quốc. Đấy, cái giá là 5 lạng trở lên, 5 đến 8 lạng thì nó rơi vào tầm 1.350.000. Còn 8 lạng trở lên thì nó rơi vào tầm 1.2 triệu. Rồi 1 triệu nó tùy, tùy biểu quá nhá. Các bác muốn mua cái to thì giá thành nó sẽ rẻ đi. Và ví dụ như cặp này thì rơi vào 1.350.000 một lạng các bác nhá. Các bác muốn đặt hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0963875403. Và cặp từ 2, 3, 4 lạng trở lại thì nó rơi vào tầm 1.400.000 một cân, à một lạng các bác nhá. 1.400.000 một lạng. Đấy, các bác phải hiểu rõ như vậy. Và cái dòng này thì thực sự bác là các bác là muốn bồi bổ sức khỏe, bồi bổ cho cơ thể, ví dụ cho ông các bà hoặc là trẻ em gầy ốm yếu, hoặc là cho bản thân các bác nào mà bị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể và nói chung là bị về vấn đề sinh lý yếu rồi thì xương khớp kém thì các bác sử dụng, nên sử dụng cái sản phẩm này. Về bồi bổ cho sức khỏe thì các bác mỗi người chỉ cần tầm một cặp nhung hiêu thôi là cơ thể cho các bác là rất là ok, rất là khỏe luôn, khỏe như trâu luôn. Em xin chào hết các bác nhá. Cặp này 5 lạng các bác nhá. Các bác nào muốn sử dụng cặp nhung hiêu tầm mấy lạng thì alo cho em Hưng ngay. Là số 3 này, hai giò tam bỏ sắc như này nhá. Số 3, hai giò tam bỏ sắc như này. 150.000 đồng cho mã số 3. Hai giò nhá các bác nhá. Để cho các bác hai giò. Số 4 nhá. Một giò đùi gà, giò này thì tương lai. Đấy, mầm gốc đang lên rất là nhiều. Còn nhiều thân hoa nhá. Và một giò kiều này mã số 4 nhá. Kiều nguyên bản nhá, mã số 4, 150.000 đồng. Cho mã số 4 nhá. Số 5 này. Một giò đùi gà tròn thân mập ú ụ luôn. Thân này vừa to vừa mập này. Mầm gốc chi chít nhá. Mã số 5, 200.000 đồng. Đùi gà tròn các bác nhá. Mã số 5.
Số 6 các bác nhá. Một giò cáo và một giò kiều nguyên bản. Cho mã số 6. Mã số 6 cũng 150.000 đồng, một giò kiều, một giò cáo nhá. Số 7 này. Một giò cáo và một giò tam bảo sắc. Đây. Giò cáo đây. Mã số 7, một giò cáo, một giò tam bảo sắc cũng 150.000 đồng cho mã số 7. Một cáo, một tam bảo sắc các nhá. Số 8 các bác này, một giò kiều nguyên bản như này. Và một giò đùi gà cũng đang chi chít lụ nha. Mã số 8 150.000 đồng, mã số 8 nha. Số 9 các bác nhá. Là một giò đen dâu, hai giò đen dâu đỏ nhá. Mã số 9, hai giò đen dâu đỏ. Cũng 150.000 đồng cho mã số 9. Hai giò. Cho mã số 9 nữa nhá. Mã số 10 nhá, là một giò hạc vĩ thiên cung đang chi chít lụ này. Và một giò đùi gà tròn Lai Châu. Rồi. Mã số 10 nhá. Hạc vĩ thiên cung đùi gà tròn Lai Châu. 150.000 đồng cho mã số 10. Số 11 nhá, một giò hoàng thảo kèn như này nhá. Hai kèn lá biên đỏ các bác nhá, kèn lá biên đỏ này. Lá nó đỏ này. Lá biên đỏ các bác ơi. Cái lá rìa nó đỏ nhá các bác nhá. Hai mầm gốc đang lên mầm nữa là 3. Và một giò cáo, mã số 11 150.000 đồng. Mã số 11 150. Mã số 12 này. 12 là một giò nhất điểm hồng nguyên bản. Hai cục ghép là một nguyên bản nhá. Và một giò phi điệp vàng. Mã số 12 150.000 đồng. Cho mã số 12 nhá. Mã số 13 là hai giò đen rô 5 cánh trắng hồng đỏ nhé các nhá. Một dòng hoa thì phải nói là năm ngoái em mua cái giá thành nó rất là đắt, mua một khóm đã mất 200.000 rồi. Bây giờ thanh lý cho bác hai khóm 150.000 đồng cho mã số 14. Mã số 14 đen rô đỏ nhá. Mã số 15 nhá, cũng hai giò đen dâu đỏ, cái này thì kỳ nhiều. Các bác về làm giống giò này thì đẹp. Năm cánh trắng đỏ này. Mã số 15 nhá. 150.000 đồng. Cho mã số 15. Đen dâu 5 cánh trắng đỏ. Mã số 16 nhá, vẫn là đen dâu 5 cánh trắng đỏ nhá. Đấy. Hai giò. Mã số 16. Giò này cũng nhiều kỳ này.
các bác về làm giống sưu tầm và chơi tạm thôi. Cái này thì về tay các bác khéo nó cũng tàn. Đấy, các bác biết được mặt hoa và để làm giống thôi. Mã số 17 nhá, 150. Đen rô 5 cây trắng hồng đỏ. Cái dòng này thì nó mua giống rất là đắt các bạn. Năm ngoái nhà em mua là 200.000 đồng một giò đấy. Đây, bán thanh lý cho các bác 150, hai giò. Tiếp theo là một giò tam bảo sắc và một giò ám. Giò ám này đang có 3 thân hoa và 3 mầm gốc, hiện tại đang có 3 mầm gốc, đang lên mầm nữa là 4 này. Không nhớ là ám gì đâu các bác nhá, chỉ biết nó là ám thôi. Mã số 18 nhá. Là 150.000 đồng. Tam bảo sắc và ám. Tiếp theo lên các bác một số hàng đắt đắt tí nhá. Mã số 19 là một giò chồn Lai Châu nhá. Chồn Lai Châu, giò này em ngắm xem. Hàng thuần lũa quá nhá. Hàng thuần lũa. Cái này em mới thích sưng lụ thôi. Mã số 19 nhá, chồn Lai Châu nhá, 450.000 đồng ghép lũa này. Mã số 19. Số 20 nhá, vẫn chồn Lai Châu nhá. Mã số 20 chồn Lai Châu. Giò này thì rất nhiều cây nhá. Mã số 20 450.000 đồng. Mã số 20 chồn Lai Châu. Số 21 nhá, rồi tam bảo sắc này thì quá nhiều lụ các bạn. Xem làm đếm cho bao nhiêu lụ. 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 6 này. 7 này. Giò này đang có 7 lụ các bác nhá. Mã số 20. Tam bảo sắc 120.000 đồng mã số 20. Giá hơn tam bảo sắc. Số 21 nhá. Là một giò kiều tím miền kiều tím siêu tím nhá. Mã số 21 kiều siêu tím nhá. Hoa tím đậm nhá. 200.000 đồng mã số 21. Số 22 nhá. Là một giò quế trắng tháng 8. Có 1 2 3 4 cây. 4 cây quế và 1 cây tam bảo sắc. Mã số 22, quế trắng tháng 8 tam bảo sắc. 600.000 đồng, mã số 22. Số 23 nhá, là một giò quế bản lá siêu to 5 sen nhá. Lá đang nhăn này các nhá. Đấy, giò này là quế Hòa Bình. Mã số 23, quế Hòa Bình cao 45 sen. Bản lá to nhất là 5 sen và đang nhăn nhá. 1 triệu 400.000 đồng, mã số 23. Số 24 cũng là một giò quế nữa này, bản lá đang 4 sen nhá. Một mẹ một con, mã số 24. 900.000 đồng, mã số 24. Số 25 nhá là một giò sơn thủy tiên như này nhá. Mã số 25. Chi chi thân đang bắt đầu lụ. Mã số 25 420.000 đồng. Sơn thủy tiên. Hai sáu nhá, là một giò em tam bảo sắc siêu to khổng lồ này nhá. Mã số 26 450.000 đồng. Giá hương tam bảo sắc đang chi chít lụ nhá. Đang rất là nhiều lụ, ghép lũa. À ghép dớn. Ghép tròn nhá, cao 45 cm nhá. Mã số 25 450. Mã số 26 nhá. Một giò tam bảo sắc nhiều thân này nhá. Cũng đang khá là nhiều lụ nha. Mã số 26 400.000 đồng. Giá ngân tam bảo sắc. Số 27 nhá, là một giò nhạn 4L nhá, hai cây này nhá. Bản lá siêu mượt. Mã số 27 500.000 đồng.
Đã xoay rồi. Mã số 28 là một giò đùi gà trắng tinh nhá. Mã số 28 đùi gà trắng tinh 600.000 đồng nhá. Mã số 28. Vâng, giò lam này đã kết thúc video nhà mình ngày hôm nay. Cảm ơn các theo dõi video. Đặc sản của là núi rừng Tây Bắc để gửi tới các anh các chị những cái đặc sản này. Đây là một cặp nhung hiêu các bác nhé, còn gọi là lộc nhung. Lộc là trời ban các bạn, nhung là nhung con hiêu đấy. Đây là một cặp nhung hiêu này tầm 6 lạng các bạn. Các bác nào mà có nhu cầu mua nhung hiêu và sử dụng bồi bổ sức khỏe cho các cụ, các ông, các bà cũng như là các em nhỏ, cũng như là nói chung là dùng cho mọi lứa tuổi được các bác nhá. Nam giới cũng sử dụng rất là tốt nhé, bồi bổ sức khỏe này, tăng cường gân cốt này, điều trị về sinh lý yếu này, nói chung là tốt về rất là nhiều mặt sức khỏe cho mọi người nhé. Các bác muốn đặt hàng liên hệ theo số điện thoại là 0963 875 403. Số em được kết nối Zalo. Các bác muốn mua cặp nhung tầm mấy lạng thì alo cho em. Cặp nhung bé thì là tầm 3-4 lạng đổ lại thì là rơi tầm 1.400.000 một lạng các bác nhá. Còn cặp nhung này, ví dụ tầm cặp nhung này thì là 1.350.000, to hơn thì nó sẽ giảm đi một tí. Đấy, các bác muốn mua cặp nhung hiêu tầm nào tiền, hoặc là muốn mua tầm mấy lạng thì kết nối Zalo với em theo số điện thoại là 0963 875 403. Số em lúc nào cũng luôn chờ đợi các bác để các bác nhắn tin Zalo và gọi điện chốt đơn. Đây là một giò cặp nhung hiêu thực tế nhà em cắt về đây. Hôm nay cắt đi các bác nhá. Đấy, cặp nhung này rơi vào tầm 6 lạng. 1 triệu, ví dụ cặp 6 lạng thì là rơi vào 1.350.000 đồng một lạng các bác nhá. Nhung thì các bác biết là nó là một sản vật nó vô cùng quý hiếm, giá thành tương đối là đắt, và một lạng là dùng được rất là nhiều đấy các bác. Thì các bác nào muốn bồi bổ sức khỏe thì dùng từ 3-4-5 lạng thì là các bác ok lắm rồi. Nhung hiêu nó rất là tốt cho sức khỏe mọi người nhá, từ già cho đến trẻ. 1.350.000 đồng một lạng nhung hiêu tầm 6 lạng, còn tầm 4 lạng đổ lại thì nó rơi tầm 1.400.000 các bác nhá. Nó lon hơn thì thực sự mà nói để mà ra được một cặp nhung hiêu thì nó cũng mất khá là nhiều, và thu hoạch lon thì nói với các bác là nó không được bao nhiêu ấy. Thế do vậy mà nó đắt hơn tí. Đấy, cặp nhung này thì nó rơi tầm 1.350.000 một lạng các bác nhá. Đấy. Ngoài ra thì em có rất nhiều đặc sản nữa. Tam thất. Tam thất nha các bác nhá. Tam thất Bắc các bác nhá. Đấy, tam thất Bắc các bác muốn bồi bổ sức khỏe thì các bác dùng cái sản phẩm này. Nói đem nhá. Các bác dùng cái sản phẩm này về hầm với gà, hầm với thịt, hầm với xương, hoặc là nấu canh mọi cái thì thực sự nó rất là bổ. Bản thân nhà em mỗi ngày chỉ cần dùng một thỏi này thôi. Thỏi này nó rơi vào tầm 15.000 tầm đấy. Em đoán thế, bởi vì phải cân lên biết, nhưng mà cứ đoán là tầm đấy. Thì nó rơi vào tầm 550.000 đồng một cân nhé các bác nhá. Tam thất Bắc nhé các bác nhá. Tam thất Bắc. Đấy. Nói chung là hàng là nó có cả rễ. Bởi vì thu hoạch về là nó cả rễ và nó dùng ở cả rễ luôn. Là 500.000 đồng một cân tam thất Bắc, hàng tươi. Mà các bác về các bác nấu canh thì thôi rồi. Nếu các bác muốn sử dụng cái sản phẩm này thì kết nối Zalo với em theo số điện thoại 0963 875 403, và em sẽ rửa gân sạch cho các bác và hút chân không cho một tí rượu vào là gửi thoải mái. Hàng tươi gửi thoải mái luôn. Đấy, là 550.000 đồng một cân tam thất Bắc tươi các bác nhá. Đấy, các bác nào muốn bồi bổ sức khỏe đấy bác dùng cái sản phẩm này. Em nghĩ nó rất là rẻ, cực rẻ luôn. Nó có 15-17.000 đồng một bữa thôi, cho 4-5 người thì các bác nấu canh xương ăn trong cả ngày luôn. Mà nhà em cũng dùng như vậy và dùng hàng ngày lên sức khỏe nó rất là tốt luôn các bác. Các bác hãy tin tưởng em và các bác sử dụng cái sản phẩm này để mà về bồi bổ sức khỏe cho gia đình mình, nó cực tốt luôn. Tam thất, nói về tam thất thì các bác biết là nó tốt như nào rồi. Tam thất Bắc bồi bổ sức khỏe cho các bác từ già cho đến trẻ, người bệnh thì các bác đều sử dụng được. Nó tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe cho cơ thể, nó phát triển rất là tốt luôn. Tam thất Bắc là 550.000 đồng một cân các bác nhá. Sau thì em đến cái sản phẩm đó là mật ong khoái các bạn. Mật ong khoái đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Một tổ như này, nguyên tổ này nhá các bác nhá.
Nguyên tổ này nó rơi vào 5 cân 5 cân nhá, tổ này 5 cân. Tổ này 5 cân các bạn, nguyên tảng này. Đấy, nguyên tảng như này. Tuy nhiên là vận chuyển thì về khả năng là nó bị lăn lộn, nó cũng bị sứt mẻ, nó không còn nguyên vẹn như này đâu. Đấy, như này nhá. Nguyên tổ mật ong khoái đen nhá. Đây là con khoái đen. À, con khoái đen là nghĩa là cái con ong của nó đen. Con ong khoái này thì không ai nuôi được nó các bạn. Không ai nuôi được nó. Nó rất là dữ. Do vậy mà các bác mua con khoái là nó là chuẩn rừng. Con ong khoái này thì không ai nuôi nổi, nó trông như người nó đuổi nó đốt ra thì thôi. Nên là khó nuôi lắm. Các bác mua mật ong khoái là chuẩn nhá. Mật ong khoái này nhá, bán chia sẻ các bác là 260.000 đồng một cân. Đấy, 260.000 đồng một cân. Các bác muốn mua cả tổ thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0963875403. Tổ này bé hơn này. Tổ này có 2 cân 2 thôi các bạn. Em có rất là nhiều size khác nhau. Tổ này có 2 cân 2 thôi. 2 cân 2 thì nhân với 260.000 đồng một cân. Giá là chưa có phí ship vận chuyển. Các bác vui lòng thanh toán 30 35.000 tiền ship tầm đấy tùy theo cân nhá các bác nhá. Tổ này 2 cân 2. Đấy, nhân với 260.000 đồng một cân nhá các bác nhá. Tổ này thì to hơn các bác ơi. Tổ này 3 cân 6. Đấy, nhiều mật chưa này. Tổ to chưa này, nguyên tổ này. Đấy, nguyên tổ này nhá. Cái này tổ này nó chỉ có một tảng thôi. Nó có một tảng luôn. Đấy, một tảng nhá. 260.000 đồng một cân các bác nhá. Tổ này 3 cân 6. Các bác là muốn mua tổ này thì kết nối với em theo số điện thoại 0963875403 nhá. Ngoài ra thì nhà em vẫn cung cấp là mật ong đóng chai như thế này, mật ong khoái đóng chai như này, 350.000 đồng một chai. Mật ong 1 lít nhá, 360.000 đồng 1 lít. 360.000 đồng 1 lít. Các bác muốn mua 1 lít, 2 lít, 3 lít thì gọi cho em theo số điện thoại 0963875403. Đây mới là đặc sản này các bác, là đỉnh cao của đặc sản các bạn. Cái này là mật ong đắng các bác ơi. Mật ong đắng, các bác biết mật ong đắng nó như nào không? Là các bác đã ngầm hiểu là nó hút hoa đắng, đúng rồi. Nhưng ngoài ra thì con ong đắng này nó lại còn chuyên hút cái mật ong cây thuốc phiện. Đấy, cái hoa thuốc phiện nó là hoa đắng. Nên là con ong này nó rất thích để tìm đến cái hoa đắng này để nó ăn cái hoa đắng này, nó sản sinh ra cái mật đắng. Đấy, do vậy mà cái mật đắng này nha, cái tổ này của em phải nói là cực ngon luôn. Em lấy nguyên tổ được đúng 3 lít. Đấy, các bác nào nhanh tay thì để lại số điện thoại hoặc là điện cho em theo số điện thoại là 0963875403 ngay còn kịp, 700.000 đồng 1 lít. Mật ong hoa thuốc phiện các bác nhá. Nói nhỏ các bác như vậy. Bởi vì thực sự là cái tổ ong này là nhà em thu hoạch ở khu Tà Tổng. Nhà em ở gần Tà Tổng Lai Châu các bác. Thì các bác Tà Tổng các bác biết là nó là một cái vùng thuốc phiện. Vùng thuốc phiện mà công an Lai Châu vừa rồi nó đã triệt phá cái ổ nhóm trồng cây thuốc phiện ở Tà Tổng cách đây là một tháng tầm đầm đấy. Chưa đến một tháng. Chưa đến một tháng nhá. Là tổ này em thu sát khu vực đấy luôn. Là bọn em vẫn đi rừng và sát khu Tà Tổng lên là đã tìm được cái tổ này đúng 3 lít các bạn. Nó cực ngon, cực chất phải nói là. Các bác nào nhanh tay thì chốt ngay cái này về làm thuốc. Em khẳng định các bác là không ngon, không lấy tiền. Và thực sự nếu các bác làm thuốc thì các bác lên sử dụng cái sản phẩm này để làm thuốc cho gia đình mình và cho cả nhà thì nó cũng không mấy khi có đâu. 700.000 đồng một lít các bác nào nhanh thì còn, mà chậm thì không, chưa chắc đã còn nhé các bác nhé. Các bác muốn mua những sản phẩm gì bên em thì cũng rất là sẵn lòng nhé. Bởi vì bên em thì là thường là có lan rừng. Đấy, lan rừng là đặc sản, lan rừng.